Em thích con trai chững chạc với điềm đạm một chút. Hoặc nếu mà ví dụ không như vậy được thì phải ngoan. Ngoan, làm như nu con thì ngoan. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau cho đối phương mình cùng nghe nha. Dạ, đầu tiên thì chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chị Cát Tường và bạn nữ cùng chơi. Thì em là Đặng Hoàng Phong, năm nay em 26 tuổi. Em làm bên mạng thu mua. Thu mua. Rồi nhân thu mua gì? Cái gì mua được và công ty cần, người ta bán em mua. Đúng thậm rồi. Chí người ta không bán em cũng mua được. Lành quá. Em giới thiệu đi. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em là Tạ Thị Bích Ngọc, năm nay em 25 tuổi. Em là nhân viên bất động sản. Thì cũng giống như vậy thôi, bạn kia làm mọi giá để người ta mua bán qua lại với nhau. Bạn làm mọi giá để mua cho nó giá nó rẻ, bán ra giá mắc. Dạ đúng rồi. Đúng không? Mình quê ở đâu bạn? Em thì em quê ở miền Tây, tỉnh Tiền Giang, ở huyện Chợ Gạo. Nghe nó Chợ Gạo nhưng dưới toàn là trồng ớt không à? Thật ra là nó có những cái vùng, có vùng thì chuyên trồng ớt, có vùng thì chuyên trồng gạo, và có vùng chuyên trồng thanh long. Ủa gạo có trồng được hả? Trồng lúa sai ra gạo. Gói tắt là trồng gạo để nó liên với cái chợ gạo anh. Lành thì ghê luôn. Lành lắm, làm cái gì mình lành vậy chứ. Làm sao có người yêu được bạn? Thật ra em cũng không hiểu tại sao em không có người yêu, có thể là do em lanh quá chăng, hay là do mọi người đã nghĩ em có người yêu rồi cho nên là... Cũng có thể nghĩ là có người yêu rồi, không ai dạ. Gọi là dám đúng không? Em có thích người đàn ông nói nhiều không? Không thích lắm. Không thích lắm. Vì em cũng nói nhiều rồi. Nhiều khi công việc người ta bắt buộc phải nói. Thì mình chỉ nói công việc thôi. Còn nếu mà bình thường mà mình nói nhiều quá, em nghe nhiều em mệt. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì 2 ạ. Mối tình đầu thì hồi đó em còn trẻ con. Mối tình sau thì do em nóng tính, độc đoán quá. Là sao ví dụ? Em hay thích điều khiển bạn trai á. Bạn trai bên kia nghe cái điều khiển bạn trai thì em cảm nghĩ như thế nào? Dùng từ điều khiển thì em nghĩ là nó đã hơi độc đoán rồi. Ví dụ như có thể là hay hướng dẫn hoặc là hay chỉ bảo hoặc là hay gì đó thì được. Chứ còn hay điều khiển thì em thấy là... Chỉ bảo còn chỉ bảo mà được hả? Không, ý là khuyên rồi hướng dẫn cái gì đó mà không biết ha, ví dụ như vậy. Mình thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Cơ bản thì là không hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không anh. Tại em cũng nóng tính rồi. Em thích con trai chững chạc với điềm đạm một chút. Hoặc nếu mà ví dụ không như vậy được thì phải ngoan. Ngoan, làm như nu con thì ngoan. Cái này chị nói nghiêm túc nha. Chị cũng đã từng giống như em vậy cho nên đến giờ chị vẫn ở một mình. Mình tự tin cho bản thân mình quá. Nhưng mà đàn ông dù mình có cỡ nào cũng phải núp bóng dưới bóng đàn ông. Thì chị khuyên em vậy, chị cũng chưa chắc làm được. Vậy bởi vì em còn nhiều cái cơ hội, cái tương lai. Như chị thì là ế rồi. Họ chỉ thích thôi, tới họ quen chơi thôi mà để lấy làm vợ họ lại không dám. Đó là chị một lời khuyên chân thành. Ủa nhưng mà sao nặng như đâu có đâu, anh thấy cũng bình thường mà Tường. Cái từ ngoan này nó không phải là bao gồm là phải nói cái gì phải nghe cái đó. Tức là ngoan trong ngoặc kép đó. Chứ không đến nỗi là phải như con mình phải ngoan dạy cái gì bảo cái đó, không phải. Biết làm việc nhà. Biết không? Thì việc nhà thì nó đơn giản quá, ai cũng biết. Chẳng qua là làm hay không thôi. Quan trọng là cái đó. Chẳng qua là không thích làm thôi. Chính xác. Rồi gì nữa bạn? Trong cuộc cãi vã thì phải nhường em. Còn nếu mà sau đó thì có thể nói lại thì em có thể nghe. Chị, như em chưa giới thiệu quê em ở đâu? Em thì gốc ở Thái Bình, nhà em chuyển hết ở đây rồi. Bạn trai mình có đặt ra tiêu chuẩn người bạn gái mình là người như thế nào không bạn? Em thích cái vẻ đẹp mà nó truyền thống một tí. Tin quá, em không thích cái dạng đó lắm. Cái nó truyền thống, nó đậm thấm, nó dịu dàng một tí thì nó hay hơn. Em thích cái mẫu như vậy. Ngoài cái việc mà không thích hút thuốc ra thì bạn còn không thích điều gì ở người bạn trai mình? Trai gia trưởng. Có gia trưởng không? Thì em không có gia trưởng đâu. Nhưng cũng thích điều khiển chút đúng không? Tại em thấy bạn nam bên đó không nói về cái vấn đề làm việc nhà mà có vẻ có nghe có vẻ nhát, lười á. Công việc mà bạn ấy hay làm á thì bạn sẽ nói khác. Cái này có vẻ như là bình thường bạn không làm việc nhà. Điều gì nữa? Rộng lượng một chút. Tại vì em thì hay đi chơi bạn bè. Em cũng hay uống rượu, uống bia. Hả? Uống được nhiều ít? Độ 5 chai. 5 chai là dữ rồi đó. Tôi uống 3 chai là tôi xỉn quắc rồi. Đừng có kiểm soát em mấy cái đó. Em đòi kiểm soát người ta mà em không cho người ta kiểm soát em. Thì vậy mới khó đó chị. Trời ơi. Rồi lấy nhau về chồng ở nhà làm việc nhà, vợ đi nhậu hả? Đúng rồi. Trời ơi đúng rồi nữa. Cũng nặng à. Nghe chưa, nãy giờ nghe không? Sợ không? Sợ không? Ngại thôi chứ sợ thì bạn này không sợ đâu, bạn này bản lĩnh lắm á. Biết nhậu không? Em nhậu kém lắm. Mấy chai? 2 chai. Rồi xong thì thôi ở nhà làm việc nhà đi nha. Cho người ta đi nhậu đừng có kiểm soát nha. Mày không làm việc nhà. Có ghen không? Nó tùy theo tình huống thôi. Mỗi tuần cho vợ đi nhậu với bạn bè ở ngoài một đêm chịu không? Một đêm. Không, xỉn thế về nhà ngủ nhậu tới 11, 12 giờ về. Thì nói chung mà em biết nhậu với ai và nhậu như thế nào thì không vấn đề gì cả. Bây giờ ví dụ nè, bạn gái hẹn với mình nhưng mà đụng cái công việc đột xuất, có hẹn với khách hàng nên bỏ bạn đi gặp khách hàng nam. Không vấn đề gì cả. Đùng cái bạn đi chạy dọc đường bạn thấy hai người đang chở nhau,
còn đi đâu thì không biết, bằng công lượng công việc hay là gì không biết, thì bạn xử trí trường hợp nó như thế nào? Nếu em có thời gian em sẽ đi theo. Anh đi công việc đi theo chi? Chắc gì đi công việc chị, không phải là không tin tưởng, nhưng mà ví dụ như có thời gian thì mình cũng rảnh, mà mình đâu làm gì đâu mình đi theo, còn mình có việc thì mình đi coi cái việc của mình. Lành quá. Bạn đi với ai? Người em họ của em, chơi chung từ hồi ở trường tắm mưa tới bây giờ luôn đó. Trời. Dạ. Sao anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ? Ban đầu vừa gặp chị Ngọc em nghĩ là anh Phong sẽ thích, nhưng mà sau đó có thời gian thì em nghĩ sẽ có xung đột nhỏ. Lý do? Theo nãy giờ em quan sát và theo cảm nhận của riêng em á, thì em thấy là chị Ngọc ở đây khá là kỹ tính. Còn anh Phong em nghĩ cũng là người kỹ tính. Kỹ tính không phải là theo tính gia chủ, mà anh có chủ kiến của riêng mình. Ảnh mà đã quyết định rồi á, thì hơi bị khó thay đổi. Nhưng mà bù lại một chuyện là anh của em rất là hòa đồng và nói chuyện như chị thấy nãy giờ là rất là tự tin. Và đặc biệt là anh rất là hài hước và vui vẻ. Đây là điều em bảo đảm. Thế hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với bạn thân từ cấp 3. Dạ em chào chị Quyền Linh, chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em chào chị. Theo như kinh nghiệm mà em chơi với Ngọc từ gần 10 năm nay á, tính của bạn nam có vẻ như là không có sự thích hợp một hoàn toàn đối với Ngọc á, vì Ngọc thật sự là tính hơi trẻ con. Đôi khi không phải là trong cái cuộc cãi vã Ngọc muốn thắng hay là thua, mà lúc đó Ngọc chỉ cần một người nhường mình thôi. Hồi nãy Ngọc có bàn đến vấn đề mà uống bia uống rượu á, thì em nghĩ là thứ nhất là do mối quan hệ bạn bè rộng, thứ hai là do cái công việc tính chất của bạn nữa. Ngọc nói Ngọc uống như vậy nhưng mà Ngọc luôn biết giới hạn của mình, thì những cái người bạn trai trước á, thường là không có sự thông cảm á. Cái bạn nam bên đây cần phải có sự thông cảm hoàn toàn. Có cái tình huống mà hai người đi như vậy mà bạn nam này đi theo á, theo tính Ngọc mà Ngọc biết đi theo như vậy, Ngọc rất là giận. Hai bạn có vẻ như cũng cá tính quá mạnh. Em sợ là trong những cái cuộc cãi vã mà hai cá tính mạnh gặp phải nhau á, thì nó va vào nhau và nó văng luôn. Vâng, cảm ơn em. Đúng là bạn thân. Thân quá ha. Em một nói, bài phân tích đầy đủ. Nói cho em nói một vấn đề nhỏ. Từ nãy đến giờ em bức xúc em không nói được. Em bức xúc. Là ví dụ như trong cuộc cãi vã mà em cảm thấy cái tình huống đó mà là không đi đến đâu, em chắc chắn sẽ là người nhường trước. Thường nói rằng là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, nhưng trong lý thuyết thì nó sẽ gặp nhau ở điểm vô cực nào đó. Biết đâu với ánh mắt nhìn của hai bạn thì tất cả nó sẽ đồng điệu với nhau. Hai người này là cá tính quá giống nhau, cho nên chứ không phải là không giống đâu, không phải trái ngược. Chào bạn, rất là xinh. Rất xinh. Càng hiểu nhau sau này thì tất cả nó sẽ đồng điệu với nhau, rất dễ thương. Và bây giờ sẽ có 2 phút cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện tiếp với nhau nha. Các bạn sẽ có thời gian để nhìn thẳng vào mắt nhau, để tìm hiểu về nhau trong 2 phút. Bắt đầu. Đầu tiên anh cũng có quà tặng cho em. Em cảm ơn anh. Sau khi gặp anh thì em có cảm thấy khác với những gì mà em đã nghe anh nói không? Cũng hơi khác chứ, nhìn mặt anh hiền. Thực ra thì anh cũng bình thường cũng ít nói lắm, chứ không có nói nhiều như vậy đâu. Lâu lâu thì nó điên lên nó mới nhiều thôi. Cái quan điểm của em về cái việc mà hôn nhân của hai người thì như thế nào? Hai người đương nhiên là phải chung thủy rồi, bên này phải có sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Bên ngoài thì nhiều khi em thể hiện nó mạnh mẽ với lại có thể là hơi dữ dằn nhá, nhưng mà thực ra thì em cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai hết. Có thể gọi là hiền. Anh có phải là người quá sạch sẽ không? Thôi, cũng bừa bộn lắm. Nên em bừa bộn có được? Được, hai người bừa bộn nhưng bừa bộn mức độ thôi. Còn quá nếu thì, nếu quá bộ thì bộ hai vợ chồng đều bừa bộn hết thì nó hơi căng. Thì chắc chắn là phải dọn rồi, chứ không thì hai vợ chồng đều xả hết thì ai dọn bây giờ? Thì nếu mà lấy xong thì sẽ ở đâu ạ? Anh nghĩ là ở Sài Gòn. Nhưng mà trước mắt thì vẫn ở trọ đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ nhà bạn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu như bạn nữ đặt ra vấn đề ở rể đó, em thấy được không? Thì ở nhà vợ thì có vấn đề gì đâu, hai vợ chồng thì ở nhà vợ có vấn đề gì đâu. Ở rể cũng bình thường mà, anh cũng ở rể mà có gì đâu. Dạ đúng rồi. Ở rể mình phụ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi giặt giũ rồi tắm rửa con cái rồi mua đi chợ búa, bình thường anh làm hoài gì đâu. Em nghe có vẻ giống như là cái gọi là cái nghề nghiệp luôn rồi đó. Ừ, anh thuộc nghiệp anh rồi. Nghề ở rể. Vấn đề chứ. Hết thời gian các bạn. Dạ rồi. Phải quyết định đúng đắn. Hẹn. Đặt ta ra sau nút đi bạn. Chúng ta có 3 tiếng để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Cả hai cùng không bấm. Xin mời bạn. Tại sao bạn nam lại không bấm? Em nghĩ là cái phù hợp về tính tình là nó quan trọng nhất. Em nghĩ là có thể là
khi gặp nhau bạn nữ đây đẹp dễ thương, có thể là em say nắng giai đoạn ban đầu thôi. Và bạn nữ tại sao em lại không đồng ý? Anh có vẻ khó điều khiển. Đúng rồi. Có tiếng mạnh quá. Chúng ta đã có quyết định rất là đúng đắn, nói gì thì nói. Cái điều hết sức là quan trọng, chúng ta đây không phải là chỗ để hẹn hò thử hay là chơi, mà chúng ta đi đến những cái điều xa hơn nữa. Khi bấm nút các bạn suy nghĩ như vậy thì tôi rất là hoan nghênh điều đó. Dù sao nữa thì cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chúc các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình càng sớm càng tốt. Chúc các bạn sẽ thành công trong cuộc sống. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Nè, bạn có tật xấu gì không? Nhìn răng, ngoảy mũi. Đôi khi mỗi người có cái tôi nhiều quá, thể hiện nhiều quá. Trong tình yêu cũng không cần phải thể hiện nhiều lắm, chỉ cần ánh mắt, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đã đủ hiểu rồi. Ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về nhau. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ sau bức màn. Em tên là Trần Đăng Tùng. Hiện tại em đang công tác tại phòng kinh doanh bên lĩnh vực báo giá. Báo giá tức là kiểm tra giá xong rồi báo cho khách hàng. Không, tức là em làm ở trong cảng cả Sài Gòn bên quận 2 bên Cát Lái á. Khi mà container nó vào nó có hư hỏng gì, em là người ghi lại cái hư hỏng đó. Còn nó không hư hỏng thì thôi đúng không? Nếu nó không hư hỏng thì thôi. À, tức là khi người ta nhập hàng vào mình kiểm tra rồi mình báo thôi. À, đơn giản như vậy. Mình bạn bao nhiêu tuổi? Em năm nay 28 tuổi. Quê ở đâu bạn? Dạ em quê Thanh Hóa. Rồi, bạn nữ mình hãy giới thiệu về mình. Em tên là Trần Thị Minh Trương ạ. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh trong một công ty chuyên ngành về thiết bị vệ sinh. Quê em thì ở Quảng Nam ạ. À, làm thiết bị vệ sinh hả? Những thiết bị trong nhà tắm hay nọ chị. À, bếp, nhà tắm, dạ. À, mình có những sở thích gì? Em thích nấu ăn. Sở trường của em là cắt bánh gỏi và em nấu mì Quảng á chị. Ồ. Tại đặc sản của quê. Đúng rồi, Quảng Nam ha. Em cũng rất là thích đi du lịch. Đặc biệt là rất thích biển ạ. Em cũng mong muốn là sau này em với người yêu đi được nắm tay đi dạo biển. Trời ơi, lãng mạn quá. Sao bạn thích nắm tay đi dạo biển với bạn gái không? Dạ em cũng thích biển, cũng thích ăn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một người bạn thế nào? Thì bạn nữ là nhẹ nhàng, dễ thương, biết quan tâm tới tất cả mọi người. Nếu có thể thì biết nấu ăn một chút thì tốt. Rồi, bạn kia thích nấu ăn rồi đó. Biết nấu ăn ngon. Ừ. Mình tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, bạn nam là cao từ 1m67 trở lên, chung là gương mặt thì ưa nhìn, không mập không ốm. Bạn nam là phải biết tự lập, có chí cầu tiến, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Bạn đó trai nghe rồi. Những cái tiêu chuẩn đó thì bạn cảm nhận mình được đạt được bao nhiêu phần trăm? Tự lập. Có tự lập. Có tự lập. Đúng rồi, bạn từ mình mà. Đúng rồi. Từ khi mà học phổ thông thì bắt buộc là phải tự lập nhiều rồi. Gì nữa? Tiêu chuẩn cao quá hả anh? Không có, mà là chỉ nghe nhớ được là có tự lập thôi, còn mấy cái tiêu chí kia là em cao 1m mấy? Chưa nghe hết, chưa nghe hết. Đủ hết. Em cao 1m68. Dư được phân. Dư phân. Quan tâm đến người xung quanh, gia đình. Cái đó thì là em sống cũng tình cảm, nhưng mà có một cái nhược điểm là không biết thể hiện nó không thể hiện ra ngoài đúng không? Đúng rồi. Mình giữ trong tâm thôi. Cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình? Không hút thuốc. Tại vì em bị dị ứng với cái mùi thuốc á, em không có thể ngồi bên đây không có hút thuốc. Dạ. Thứ hai nữa là phải gọn gàng, ví dụ như là đi làm phải quần áo là phải ủi, rồi tóc tai thì ví dụ râu đi dài thì phải cắt cạo đi. Bên đây rất gọn gàng, không bao giờ có râu. À, gọn gàng, quần áo ủi, tai sạch sẽ. Còn gì nữa không? Khi mà em nhìn á, ánh mắt đầu tiên của em nhìn em có cảm tình là được rồi ạ. Cũng đơn giản, mặc dạ. Dù đưa ra nhiều tiêu chuẩn nhưng mà cái câu kết là khi nãy mình dạ, nhìn mình thấy được là được. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Thì em cũng là một người rất là tự lập, em rất là năng nổ và nhiệt tình. Em thích nghe nhạc và thích hát. Bây giờ em có thể hát một câu. Dạ được. Xa hơn dấu vết cõi tình đau thương mênh mông, qua đi trong mưa những tháng ngày buồn mịt mùng. Gian đôi tay ngon đó yêu thương đàn về, và từ đây ta tự coi mê. Nghe dân Thanh Hóa hát nè, mời em. Sở thích của em là em thích nghe nhạc dân ca. Xin tặng mọi người một bài dân ca. Dân ca. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai mênh mông,
Giọng họ, giọng họ dễ thương. Ừ, được rồi, đủ rồi. Quên mất rồi. Gì vậy trời? Bạn bên đây hơi là run. Tôi nghĩ rằng cái cá tính hai người thì bạn bên kia bản lĩnh hơn chút xíu. Hồi nãy là mới những cái ưu điểm, vậy mà em có những khuyết điểm gì? Tính em cũng rất là thẳng và cũng hơi nóng tính. Mức độ nhẹ thì em có thể vẫn trao đổi qua lại được, nhưng mà cái giọng nói em nó sẽ lớn hơn so bình thường. Còn mức độ mà nặng hơn, cao hơn á thì em sẽ không nói nữa, em ngừng im lặng và em bỏ đi ra ngoài. Em chào anh ạ. Mức độ lên cao nữa tôi làm căng thẳng lên nữa rồi sao? Không, tới cao là em đã đi rồi là anh không làm được gì nữa đó. Kéo tôi là kéo lại luôn. Anh kéo em cũng im à. Tới mức là em im mà không ai làm được gì em nữa đâu. Được. Cô dạ. Rất là chững chạc. Dạ. Thường nói hiền lắm. Cái này mới quan trọng nè. Anh mua đất rồi. Có không? Có. Thiệt không? Biết. Ở Hà Tĩnh hả anh? Anh mua đất rồi, mua đây Sài Gòn nè. Chuẩn bị xây, thiếu tiền xây. Hùng vô xây. Gì vậy trời? Em thì em thích người rồi đó, gọi là mạnh mẽ một chút. Làm em sợ. Làm em sợ làm chi? Có người chỉ bảo em thì em ngoan hơn. Anh này không biết chỉ bảo để anh hỏi chỉ bảo được nha. Anh khoe là em hiền, em mới mua đất đúng không? Hay lắm, anh biết không à. Ủa nó chơi có thiệt hả? Có thiệt. Đất đâu vậy? Dạ cái chín vậy. Mà mua đất rồi là có tiền xây. Anh nói em nghe, giờ chỉ cần hả, nếu mà có đất rồi á, có 100 triệu, 50 triệu cũng xây được cái chòi ở. Nhưng mà ý là có ý định gì mượn tiền bạn gái xây không? Dạ không. Ừ đó, đừng có nghe lời Linh số 7 nha. Không, khi nào mà yêu nhau mà chuẩn bị đến kết hôn thì có thể Hùng người góp gạo thổi chung cũng được. Dạ đủ anh. Đủ không? Dạ đủ. Đủ. Cô ơi, từ từ, cô làm gì cô muốn chồng dữ vậy? Để tôi thương lượng. À, mình không thích cái điểm gì á người bạn gái? Lụm thụm. Lụm thụm. Tức là không gọn gàng. Bên kia gọn gàng sạch sẽ, không ở dơ, yên tâm. Còn gì nữa? Không phải là cần là đẹp lắm nhưng mà nhìn được. Bên kia hơi bị được. Cái từ được thì nó rộng lắm. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Như ca sĩ Minh Hằng. Nè, bạn có tật xấu gì không? Nghiến răng, ngoáy mũi. Nghiến răng thì ngủ hay là bình thường? Ngủ ngủ á. Ngủ thôi, biết thôi. Nhưng cái chuyện ngoáy mũi là mất lịch sự lắm, đôi khi nói chuyện người ta cứ không. Em ngoáy khi mà có một mình em. À thì được. Thì ai thấy đâu. Chứ đừng có đứng trước mặt ta, về gặp bà già vợ cái ba sao giờ ba. Yên tâm, cô kiểu điều khiển được, tôi biết mà. Được không? Được rồi. Em có đi với ai không? Có, em đi với hai chú em. Chú ruột hả? Dạ. Tôi chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Tôi là và chú Viên này là chú ruột của cháu Tùng. Hôm nay thì cháu có nói là chú hôm nay chú đừng xuống cơ quan nữa. Chứ vì hỏi cháu là tại sao lại không xuống cơ quan nữa. Và hôm nay cháu có vợ rồi. Tôi có nói một cái là bờ mơ hôm nay có vợ rồi thì chú cũng không đi làm nữa. Gia đình cháu thì cháu là con một. Bố năm nay đã về hưu vừa rồi. Thế bố mẹ thì cũng trông cho cháu là có vợ thôi. Chú thấy là cô bên này cũng được. Còn là làm sao các cháu sống với nhau mà phải có cái tình cảm. Thứ hai nữa là phải thương bố mẹ vì nhà cháu có mình cháu thôi. Chứ nếu không may mà lấy những cái cô mà cháu hiền quá, đâm nhiều khi cô nó sai, mất lòng bố mẹ. Thế anh chú thấy cái này là quá tốt rồi. Bao nhiêu năm cháu vẫn bơ vơ một mình rồi. Còn nếu như cháu bây giờ mà cháu đồng ý thì cháu tổ chức cưới. Chú lo. Thì chú cho hết tiền bia. Hay quá. Ôi trời ơi, tốt quá. Chú cho hết tiền bia. Đất thì là tôi đã mua cho sẵn rồi. Cũng đang chuẩn bị, nếu như cháu chỉ cần ưng ai là chú sẽ cho vay tiền làm nhà. Rồi, ngon luôn. Chú thấy thế là đẹp quá rồi. Rồi, cảm ơn chú. À, bạn em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với chị dâu với lại những người bạn của em đó. Em chào chị Cát Tường. Chào anh Nguyên Linh. Lúc nãy bạn Trương có nói là bạn có nóng tính. Bạn nói nóng tính thì hơi bị quá. Là bạn thẳng tính thôi. Bề ngoài bạn thì bạn rất là sôi nổi. Nhưng mà là trong bản chất của người bạn á thì rất là sống rất là tình cảm. Người thân trong gia đình quan tâm rất là nhiều. Bạn Tùng này thì hiền. Thấy chăn chắc theo ý em thì hai bạn nên cho nhau cơ hội. Nên bấm nút đi. Đó là những ý kiến rất là chân thành của những người thân của ông mình đó. Bây giờ phần còn lại đó là quyết định do của hai bạn. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn lên. Mình có 2 phút để nhìn thẳng vào mắt nhau bạn nha. Bây giờ bạn tưởng tượng người phụ nữ phía bên kia bức rèm như thế nào. Tưởng tượng đi. Không biết nói sao. Không, cứ nói đại đi, tưởng tượng sao nói vậy. Cao. À, cao. Nghe giọng nói có vẻ thanh. Thanh thanh. Không mập lắm. Ừ. Tóc dài hay ngắn? Nghe giọng nói mà biết tóc ngắn. Cao. Tóc ngắn. Trời. Hai ba nhào vô ôm hung liền nha. Hay vậy ta. Bắt đầu. Chào anh. Trời, cậu chú với nhắc tuồng cái đem qua. Anh chờ tới em cũng có quà. Mừng ngày gặp mặt ạ. Cảm ơn anh em. Dạ. Quan điểm của em là như thế nào về tình yêu?
là em yêu chân thành và nghiêm túc, thì mình nên thẳng thắn chia sẻ và là mình bộc lộ hết tất cả tính cách của mình ra như thế nào để đối phương hiểu được và biết được có chấp nhận được hay không. Đang tìm hiểu thì cái đối phương của mình có những cái đặc điểm hay là những cái tính mà bản chất mình không cảm thấy là không thích, thì lúc đó anh sẽ muốn cái bạn, cái đối phương của mình á sẽ thay đổi theo ý của mình, hay là anh lại học cách, bản thân anh sẽ học cách chấp nhận những cái tính đó. Tức là trao đổi để cả hai bên cùng thấy nó hợp lý là được, còn cứ không nhất thiết là phải theo một người nào đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Dạ nói chung là em cảm thấy có nắng rồi. Bạn trai cảm nhận như thế nào? So với cái trí tưởng tượng của em thì cũng không khác nhiều lắm. Anh thích con gái để tóc dài hay tóc ngắn ạ? À? Anh thích con gái tóc ngắn hơn. Dám nói tóc dài à? Em có muốn nói gì với hai chú trước khi mình quyết định không? Đầu tiên thì con gửi lời chào hai chú, nhưng mà về thời gian thì con nghĩ phải có tiếp xúc thì con mới hiểu hơn về cái gia đình mình hay là như thế nào, tại vì khác vùng miền á. Chú có nói trước mắt thì chú thấy các cháu là được rồi, chú động viên các cháu. Về sau khó khăn như thế nào thì cũng có các chú ở đây cả. Chú quân đội mà hiện tại bây giờ chú đang công tác ở bên quân đội. Tùng là lính của chú, vừa là cháu mà cũng vừa là lính. Tùng thì nó rất ít nói, cho nên là cháu cứ yên tâm, không phải suy nghĩ cái việc đấy. Chủ yếu làm sao các cháu cảm thấy hợp được. Từ nay đến cuối năm các cháu cảm thấy chỉ thông báo sớm một câu là chú gọi bố với mẹ vào thôi. Bây giờ bố mẹ ở có mình ngoài kia trông coi cả một cái gia tài ngoài kia, không có ai cả. Dạ, cảm ơn chú. Rồi đó, ổn rồi đó. Thấy các chú cũng quyết liệt lắm rồi đó. Quá vững chắc. Đồng ý hẹn hò hay không hẹn hò đó là quyền quyết định của hai bạn. Sau 3 tiếng đếm. Chú là chú muốn có vợ lắm rồi đó. 3 2 1. Hết thời gian. Chú cứ lo là em không bấm. Chú lo lắm, chú sợ không bấm mà. Thôi hai người nắm tay nhau cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt đi bạn. Đấy, mạnh mẽ lên. Người mình người lính mà, đúng không? Đây, gửi tặng hai bạn món quà của Sao Mắt Y5. Nước thịt thơm miệng thảo dược Relax. Những chiếc vé xem phim của bạn muốn hẹn hò. Rồi, cảm ơn hai bạn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Em hoàn toàn em không muốn một người đàn ông gia trưởng chút nào, đúng không? Đúng. Thì em dạ, trả đúng. Lời. Dạ đúng. Dạ, em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không? Dạ, nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. À. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng á. À, dạ. Thôi, mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Yên. Chào cô gái ở thế giới bên kia. Ôi trời ơi, thế giới bên kia. Bên rào bên kia chứ em, thế giới bên kia nó khác rồi nha. Tôi tên là Yên, tôi đã lưu lạc trên thế gian này được 38 năm. Tôi quê hương tôi là ở mảnh đất Sài Thành này. Tôi hiện tại thì tôi buôn bán tự do. Trời ơi, một cái giới thiệu quá ấn tượng hả em ha. Cảm ơn. Rồi giờ mình giới thiệu về mình đi cưng. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Uyên. Năm nay em 32 tuổi, quê em ở Bình Thuận. Em hiện tại đang là kỹ sư kiểm soát chất lượng cho một công ty phần mềm ở quận 12 ạ. Một người là Uyên, dạ. Một người bên kia là Yên. Yên có thể nói một chút về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Uyên nghe được không? Ưu điểm của tôi là nhiệt tình, không tứ đổ tường và rất là biết tùy cơ ứng biến trong cuộc sống. Còn khuyết điểm của tôi là tôi khá là trực tính và trầm tính, nên nhiều khi rất là ít thể hiện ra bên ngoài. Và một chút xíu lười, nếu mà ít có cái động lực để thúc đẩy tôi. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em, em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, luôn biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ người khác. Em luôn có tính kiên trì, yêu âm nhạc. Trong công ty em thường hay tham gia chương trình văn nghệ. Bạn thấy là cái cuộc sống của bạn á,
cũng như là nó vận vào cái tính cách của mình, nó có những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm như thế nào? Tôi sống thiên về tình cảm, nên đối với tôi thì mọi giá trị vật chất là vô nghĩa. Vì như vậy nên tính cách của tôi rất là phù hợp với những người họ thiên về nội tâm, hoặc là nếu mà họ không phải là người nội tâm thì họ cũng phải có một chút xíu gì đó tinh tế để biết được điều này điều nọ. Tôi không đòi hỏi một người phụ nữ phải thế này thế nọ quá nhiều điều. Chỉ cần họ là chính họ, họ hiểu được cuộc sống như thế nào thì đã quá tốt rồi. Tôi không cần hiểu họ, nhưng họ tự họ hiểu họ được rồi. Vậy là bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Tôi trải ra qua rất là nhiều mối tình rồi chị. Rất nhiều? Rất là nhiều chị. Có thể ước chừng là bao nhiêu không? Tôi không thể nào dùng một cái con số để định được, rất là khó chị ạ. Lý do tại sao lại không động lại mà mình lại chia tay? Trong khoảng bình minh của cuộc đời tôi thì tôi quen với những cô gái, tôi để lại trong những mối tình ấy rất là nhiều khiếm khuyết. Vì lúc đó tôi còn quá trẻ nên có thể những lúc ích kỷ, hẹp hòi hay là ghen tuông như thế nào đó. Sau những lần thất bại như vậy, tôi tự rút ra được kinh nghiệm rằng mình sẽ phải sống khác hơn, mình phải thay đổi rất là nhiều. Khi mà tôi đã cố gắng thay đổi và càng ngày càng hoàn thiện hơn, mặc dù tôi biết là nhân vô thập toàn, nhưng mà tôi vẫn cố gắng thay đổi theo từng ngày. Thì tôi lại phải đối mặt với vấn đề mới. Đó là mình thay đổi, mình càng tốt bao nhiêu thì cái người mình gặp không được như mình mong đợi. Thế này thế nọ. Thành ra cứ thế những cuộc tình này rồi tiếp nối những cuộc tình khác, nó trôi đi một cách vô vọng. Và hôm nay bạn đến với chương trình, bạn muốn hẹn hò, bạn có một cái mong muốn gì? Tôi chỉ cần một người phụ nữ tinh tế và hài hước. Còn những vấn đề khác liên quan đến người phụ nữ không quan trọng, chỉ thế thôi. Trời, hy vọng là bạn gái bên đây sẽ hiểu và gọi là cảm nhận được những gì mà bạn nói. Hay Vân qua ngồi bên đây đi. Mời Vân. Vân đang thách khe cho bạn này. Vậy đi. Để tôi qua bên đây tôi coi tình hình bên đây có gì là lạ không? Em chào anh. Chào em gái. Anh không biết anh đang sống ở thế kỷ nào. Dạ, em cũng đang là phân vân, mình cũng không biết là mình đang ở đâu nữa anh ạ. Em còn nhớ em có mấy mối tình không? Dạ, em còn nhớ là em có một mối tình chính thức, hai mối tình mới trong thời gian tìm hiểu nhau. Thì mối tình chính thức của em á, là lúc đó em quen nhau được 4 năm, lúc đó tụi em mới ra trường, tụi em còn nhỏ. Hơn nữa là tụi em không cùng quan điểm tôn giáo. Còn tôn giáo đúng không? Em đạo gì? Dạ, em đạo Thiên Chúa giáo. Tôi cùng đạo với cô ấy. Vậy là cùng đạo rồi. Được. Bạn có cảm nhận gì về bạn trai ngồi bên kia? Em cảm nhận bạn trai bên kia là một người khá là hài hước, thú vị. Em muốn có một cái mối tình sắp tới, một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Trước tiên á, là mẫu người lý tưởng của em là cao từ 1m7 trở lên, có công việc ổn định, có khả năng tự lo cho bản thân và những người thân trong gia đình, biết quan tâm, chia sẻ với những người khác, không có gia trưởng. Không có hút thuốc, có tính cầu tiến trong công việc. Em nghĩ là người bạn tôi trai có, bên kia. Tôi có thể có vài lời với bạn nữ bên kia được không? Xin mời. Em ơi, em nói rằng em không thích, có thích một người đàn ông gia trưởng đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Nếu mà một người đàn ông mà không gia trưởng thì sao mà lèo lái gia đình được? Trước tiên em xin phép nói tới quan điểm của em. Quan điểm tình yêu của em là tình yêu phải có sự tôn trọng giữa hai người. Khi mà có sự quan tôn trọng thì người ta sẽ có tính chung thủy, giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu và giải quyết lẫn nhau, giải quyết trong công việc và cuộc sống. Thì quay lại với câu hỏi của anh thì em chỉ thấy một điều là khi mà hai người đã thật sự tôn trọng nhau và thật sự lắng nghe nhau thì như vậy mới sẽ là giải quyết được vấn đề. Theo như anh hiểu đó là em muốn hỏi về cái mức độ gia trưởng đúng không? Không phải là mức độ gia trưởng, ý của em ở đây á là không thích đàn ông gia trưởng, cái sự tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như là khi mà anh có một cái quyết định gì đó thì anh sẽ hỏi người yêu của anh hoặc là người vợ tương lai của anh, anh định như vậy đó, em thấy sao hoặc gì gì đó. Có sự bàn luận giữa hai người mới đi đến vấn đề, chứ không phải là từ người đó quyết định rồi từ người đó cho là mình đúng, từ người đó làm. Anh hiểu ý em không ạ? Anh biết, nhưng mà trong cái lời nói của em có gì đó nó không có rõ ràng. Không. Tại vì em hoàn toàn em không muốn một người đàn ông gia trưởng chút nào đúng không? Đúng. Thì em trả lời. Dạ đúng. Em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không?
Dạ, nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng đó. Dạ. Thời trước khi gặp mình hỏi kiến người thân trước đi. Hỏi kiến người thân đi chứ tôi còn không biết nói gì đâu. Ừ, giờ bạn đi với ai nè? Dạ, em đi với em gái của em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quỳnh Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Là em gái của chị Uyên. Thì về chị của em thì thực sự chị em là một người sống nội tâm. Có một cái nhược điểm của chị em đó là khuôn mặt của chị em hơi nghiêm. Nhưng mà sau khi mà tiếp xúc với chị em nhiều lần hoặc là một thời gian sau thì chị em là một người thân thiện, sống tình cảm, biết chia sẻ, biết quan tâm, lo lắng tới mọi người. Về anh trai bên này thì... Mặt anh cũng hơi nghiêm đó. Em hiểu là em cảm nhận được anh là một người sống tình cảm, nội tâm. Nhưng cái cách anh thể hiện thì làm cho người đối phương hơi bị hoang mang về cái sự tình cảm và sự chân thành của em. Nhưng em hiểu là anh có và cảm nhận được. Nhưng cảm mà dạ, nhưng mà nếu mà với chị em thì anh nên là chia sẻ hơn và đừng có làm nghiêm trọng lên. Và đặc biệt là hai anh chị cũng có cùng quan điểm tôn giáo thì điều này em rất là vui. Cho nên là em cũng hy vọng là hai anh chị cho nhau cơ hội. Dạ em xin hết ạ. Anh trai đi với ai? À, tôi chỉ có đơn thân độc mã thôi. Gì à? Độc cô cầu bại à? Độc cô cầu bại à? Mở rào. Anh. Em xin chào anh. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Món quà của anh em nghĩ là rất là độc đáo. Oh. Cái đồng hồ cát. Có thể rằng ngay lúc này đây cái món quà này chưa có ý nghĩa gì với em. Dạ. Thì tạm thời em có thể dùng cái đồng hồ cát này trong lúc em make up hoặc là thay đồ. À, cảm ơn anh ạ. À. Ừ. À, em cũng có một món quà em gửi tặng cho anh ạ. À. Em cảm ơn. Em gửi tặng anh một cuốn album ảnh. Dạ, anh cảm nhận em là một người như thế nào ạ? Có giống như là cái mẫu người lý tưởng mà anh đi tìm không ạ? À, mỗi người lý tưởng của anh thì phải qua thời gian mới biết được. Ừ. Tại vì không phải là hình thể bên ngoài. Dạ. Nên sẽ phải cần thời gian. Tại anh có thể hiểu rằng anh với em có mặt trong trường quay ngày hôm nay có thể một phần là mình hơi khớp nên có những gì nó sẽ không được tự tin lắm. Nãy anh thấy cái yêu cầu của em, anh thấy là em nói là cần một người cao 1m7 trở lên thì liệu điều đó có cần thiết quá không? Vì sao em cần một người đàn ông cao như vậy? Tại vì trước tiên đó là em cao 1m6, bọn em hơi điệu, em mang dép 5 phân hoặc 7 phân. Ừ. Cho nên là em muốn người đàn ông đi bên cạnh em cũng có chiều cao hơn em, để mà lúc mà mình đi thì cũng tự tin để mà bước đi hơn. Ừ. Cảm ơn em. Yeah. À, anh có một câu hỏi dành cho em rằng theo em, đối với riêng em thì hạnh phúc là như thế nào? Cái này là một câu hỏi cũng có tính trừu tượng. Không có trừu tượng. Nhưng mà theo bản thân em, những cái hạnh phúc rất là đơn giản. Những cái mà mình cảm thấy mình vui khi mình làm, mình cảm thấy là mình thoải mái với những cái hiện tại mình đang có, cái đó cũng là một cái hạnh phúc. Gặp gỡ một người mới hoặc là mình nói chuyện với một người thân yêu thì em cũng nghĩ là hạnh phúc. Nói chung đối với em, của hạnh phúc của em rất là dễ dàng, là những thứ mà hàng ngày xung quanh của em. Vâng. Dạ, đó. Rồi là em hỏi lại đi, cô gái hỏi lại chàng trai đi. Hồi nãy quan điểm của em chia sẻ là tình yêu cần phải có sự tôn trọng giữa hai người, sự chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Thì quan điểm của anh như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ cho em được không ạ? Đối với anh, tình yêu là sự chấp nhận. Anh đến với em, anh nói với em rằng 1+1=3. Em không hề em cãi anh bất cứ điều gì mà em chấp nhận cái điều đó, có nghĩa là em đã yêu. Anh còn nghĩ như vậy nữa. Tại vì như thế này, cuộc sống chúng ta lúc nào cũng 1+1=2. Dạ. Mà 1+1=2 nó rất là đời thường. Lúc nào nó sẽ là những cái gì đó quá thực tế, quá ư là áp lực này nọ. Nó không thể nào mà nó thoát ra được. Nhưng mà đến với anh thì lúc nào cũng là 1+1=3. Nhưng mà anh sợ rằng đối với em thì một người làm một công tác này rất là thực tế, gặp anh thì hơi sống trên mây. À, nên sợ rằng em sẽ cảm thấy không đồng điệu. Bạn này bạn dùng ẩn ý nhiều lắm. Cái thế giới mà bạn muốn dắt bạn này đến đó là cái tình yêu của bạn. Bởi vì tình yêu của bạn nó là 1+1=3. Và khi bạn này bế tắc, gặp được bạn, bạn sẽ dìu bạn này vào cái tình yêu của mình. Bằng cái tình yêu đó bạn sẽ làm cho bạn này hết những áp lực.
và tìm một cái bế tắc, cái là cái lối thoát trong bế tắc đó. Cái cách bạn này á, chắc là em đọc tiểu thuyết nhiều đúng không? Em đọc có đọc nhiều không? Thỉnh thoảng thì tôi viết truyện, tôi viết truyện với lại tôi làm những cái lưu bút, nhưng mà chỉ là trong tâm trí tôi thôi, tôi ít bao giờ tôi viết ra trong tờ giấy lắm. Tại vì nếu mà tôi viết ra một cái gì trong tờ giấy thì nó cũng phai tàn theo năm tháng thôi, nó cũng mục rửa đi thôi. Nhưng mà chỉ có này là còn mãi theo thời gian. Vậy tôi viết tôi đọc luôn hả? Chỉ những người nào mà tôi cảm thấy an toàn, yên tâm thì tôi mới chia sẻ đôi điều. Còn những người nào tôi cảm thấy rằng rất là khó đồng điệu, hoặc là họ có điều gì đó quá ư là thực dụng thì không nên. Em biết điều gì đang thống trị thế giới không? Dạ, điều gì vậy anh? Anh hỏi em. Đó là trí tưởng tượng. Em thấy không? Ví dụ như em cơm áo gạo tiền, chỉ cùng một trí tưởng tượng, cái vàng xuống là vàng lên. Đó là tinh vịt, người ta tạo ra trí tưởng tượng để thao túng đồng tiền. Thôi mình chuyển chủ đề qua tình yêu đi. Và tình yêu là bao gồm cả trí tưởng tượng và sự bay bổng. Dạ em đồng ý, tình yêu cần phải có sự bay bổng. Điều đó không hề là một cái gì đó riêng rẽ, nó là một cái gì đó gắn kết với nhau. Cái này anh em biết, đồng ý. Anh biết là em rất là khó khi mà nói chuyện với anh, tại vì anh nghĩ là rất là khó có cho em khi gặp một người ở ngoài cuộc sống như vậy. À, không phải là khó, nhưng mà em cảm thấy nó hơi mới mẻ, nó mới so với những gì mà trước đây em đã từng có. Ví dụ như cuộc sống của em chỉ xung quanh là công việc và những người thân yêu thôi. Nhưng mà ở anh á, em tìm thấy ở anh là có một cái sự rất là thú vị, có một cái gì đó nó trải nghiệm mới. Mà bây giờ vậy nè, chị thấy á, em bây giờ mình cũng hết giờ rồi, thành ra là em nói một cái điều gì đó về cái cảm xúc ngày hôm nay em gặp cô gái này. Đối với em thì tôi thấy rằng tôi chỉ là tôi ngưỡng mộ em về cách em sống ở thực tế này nọ, có nghĩa là một cuộc sống giống như em là một người bình thường trong thế giới này. Nhưng mà qua những cái lời em nói rằng, những lời em nói về những điều gì mà ta đang đi tìm á, thật sự mà nói thì những điều em nói khá là chung chung. Thậm chí rằng nó không phải là điều mà tôi đang tìm kiếm. Tôi không đòi hỏi quá khắt khe, nhưng mà tại vì tôi sống trên thế giới này, tôi biết người nào thật sự họ có tâm trạng, họ có như vậy. Có thể là em sống nội tâm, nhưng mà cái cách nhìn của em thật sự là không thể nào mà để thoát được mình ra được. Tại đối với tôi, khi mà tôi yêu là tôi yêu một cách là mãnh liệt, chứ không phải tôi yêu để một cách hời hợt hay là một cái gì đó để hợp thức hóa cuộc sống này. Không phải yêu để chỉ để kiếm một cái tờ giấy hôn thú, no. Đối với tôi là không phải, tôi phải yêu hết mình. Mà đối với em thì thật sự là tôi không thể nào tôi để một cái tình yêu tôi bay bổng với em được. Tình yêu của tôi có với em thì cũng sẽ bị giới hạn ở một mức độ nào đó. Nếu chúng ta hiểu được thế giới bên kia thì chúng ta bấm. Thấy chưa? 1 2 3. Rồi. Đứng lên đi. Hôm nay là một ngày cũng khá thú vị, nhưng mà thật sự là tôi cũng chưa biết là nãy giờ thật sự là tôi cũng đang cố gắng lắng nghe bạn nhiều lắm. Thật sự tôi cũng chưa hiểu điều gì ở bạn cả, nói thật như thế. Anh đang mơ hồ đúng không? Đúng rồi. Tôi cũng hên xui thôi, lúc trên mây, lúc ở dưới đất. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm
vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc em mau tìm được một người hạnh phúc của mình nha. Rồi, chúng ta hãy đến gặp cặp đôi thứ nhì xem họ có gặp ở đâu, ở đây xem họ có bấm nút hay không. Vậy đi. Ok, ra cái đi, tỉnh là tỉnh, lay tỉnh. Dạ, em có hai mối tình chính thức và hai mối tình chính thức. Chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á thì ảnh ấy lại gia trưởng kiểu như áp đặt em á. Một số cái như là yêu cầu em không được chu cấp cho gia đình nữa, không có cho tiền em út nữa, bắt em là đi khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước mới cưới. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào con, chào chủ Quyền Linh ạ. Rồi. Con chào cô Hồng Vân ạ. Chào cưng. Em tên là Thành ạ. Em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Quê của em thì ở Nghệ An ạ. Em nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em thưa anh là em năm nay 27 tuổi. 27. Dạ. Làm công việc gì? Dạ, em làm bên kỹ sư cầu đường, đi quanh quanh Bình Dương thôi. À, Bình Dương thôi. Dạ. Rồi, bây giờ là đang sống ở Bình Dương luôn. Đúng rồi. Rồi, mình giới thiệu về mình đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, chào toàn thể khán giả của chương trình. Em chào anh ở bên kia bờ rào. Đúng hả cưng, bình tĩnh cưng, không có vấn đề gì cả. Anh bên kia bờ rào tình yêu đó. Em tên là Mai Thị Hiền, hiện tại em đang là kiến trúc sư, em làm việc tại quận 1. Trời, wow. Hai người hợp vậy ta. Con gái mà làm kiến trúc sư là mạnh mẽ lắm á nha. Gái kiêu sư, trai là kỹ sư cầu đường. Thôi sẵn đà em nói luôn đi, điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì? Dạ, dạ điểm mạnh của em là em biết hát, em biết vẽ. Em biết đờn. Em biết đàn sơ sơ. Ừ. Có dạ. Điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu là em hay quên, cho nên nãy giờ em nói không được á. Hay quên hả? Bây giờ chị nói em nghe nè, em đừng có sắp xếp câu gì sẵn để mà nhớ cả. Vấn đề là mình cứ cảm xúc mình tới đâu thì mình sẽ nói tới đó. Dạ, em hay quên thì là dạng như là em hay quên tên của người mới quen này. Hoặc là em hay quên tiền mỗi khi ra ngoài đường á. Quên đem tiền là... theo. Dạ. Rồi cho ăn đồ là... ăn của người ta có quên trả tiền không? Dạ không quên, nhưng mà tại quên tiền cho nên là không trả được. Không trả được, rồi ai mượn tiền em có quên không? Mượn tiền thì mượn ít thì cũng quên luôn ạ. Vậy hả? Dạ. Ừ, chút xíu chị mượn nha. Dạ em ra đường thì em hay kiểu như là đi ăn nợ này. Ừ, đi ăn nợ. Rồi. Đi chợ nợ, đi đổ xăng nợ. Đổ xăng nợ. Dạ. Rồi hay đi về xong viết cái giấy nốt á. Ừ. Là nợ bạn này 200.000, nợ chủ quán 35.000, nợ anh Go Việt 15.000 vậy đó. Ừ. Xong rồi từ từ em trả. Vậy đó hả? Mà dạ. Có trả hết không? Dạ hay trả là... trả hết thôi, thôi trả hết thì cũng được. Bạn ơi, bạn bên kia bạn có nghe không? Bạn Thành mà nghe. Mình ưu điểm nhược điểm gì nói cho thằng gái nghe luôn đi. Thì ưu điểm của em thì thứ nhất là hoa đồng này, vui đồng, năng động, năng động. Em thì rối. Năng động, vui vẻ, biết quan tâm người khác. Có một cái đặc biệt nữa là em biết nấu ăn. Nói chung là nấu ăn như kiểu nhà hàng 5 sao thì không được, nhưng mà nấu ăn các món bình thường như kiểu cho một gia đình một bữa cơm ngon là vẫn nấu được ok. Tốt, có tật xấu gì không? Tật xấu thì nói chung là nghề xây dựng ấy, nhiều lúc công việc áp lực thì cũng mệt mỏi quá thì em cũng có hụt thuộc một chút ý thôi, nhưng mà cái đó em sẽ bỏ được, không nghiền đâu anh nha. Chỉ là gọi là lúc nào căng thẳng mệt mỏi quá thì chị em cũng cầm một điều lên hụt thôi, nhưng cũng không phải là nghiền đâu. Rồi mấy mối tình rồi cưng Thành? Dạ em chưa chị ơi, nói chung là chưa có ai là chính thức hết luôn á. Từ thời cấp 3 là có yêu một cô bạn thôi, gọi là tình đơn phương mà kiểu yêu mình bạn bè mà mình chỉ yêu dấu vậy thôi, mà cái tuổi học trò nó cũng hồn nhiên lắm, không có cái gì hết. Tới giờ luôn. Dạ. Quê rồi, không yêu luôn tới giờ. Quê luôn. Cũng phải quê đâu anh, cho bố mẹ em bảo là lúc đi học á là bảo đi. Đi học thì lo mà học đi con nha, đến lúc học xong rồi muốn yêu ai yêu. Nhưng mà học xong ra trường cái mẹ thì hỏi đùng một cái là con có ai chưa dẫn về cho mẹ có ai cái. Em mới bảo là lúc đi học thì mẹ không cho, giờ con học xong lấy đâu ra mà dẫn cho về cho bố mẹ có ai được. Là giờ đi làm nữa, gặp vào môi trường đi làm công việc tiếp xúc với bạn nữ ít nữa là
đâm ra thành như bây giờ á. Ừ ha, dạ. Mùa đường với ốc vít với lại gỗ rồi xi măng rồi thôi. Thấy thương không? Thấy đàn trai tội nghiệp không? Ừ, ta lo đây. Sự nghiệp ta mà ta chưa có người yêu đó, còn biết đàn gái có mấy mối tình rồi. Qua hỏi. Để qua coi coi làm sao. Chờ chút nha em trai. Dạ. Mình cứ chân thành để mình trả lời, có hay không có mình trả lời luôn. Chào em gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình không chính thức và hai mối tình chính thức. Hai mối tình chính thức là dài không? Dạ hai mối tình chính thức thì cũng tầm 8 tháng thôi. Có mối tình nào mà sâu đậm không? Mối tình gần đây nhất thì chuẩn bị mà tính tới hôn nhân á thì ảnh ấy lại gia trưởng kiểu như áp đặt em á. Một số cái như là yêu cầu em không được chu cấp cho gia đình nữa, không có cho tiền em út nữa, bắt em là đi khám sản khoa hoặc là đảm bảo là phải có con trước mới cưới. Trời, có một số luật lệ mà mình cảm thấy mình không chấp nhận được. Thôi bỏ đi, quên đi. Vậy cũng quên đi. Hãy hướng về cái chàng trai 27 tuổi bên kia rào nha. Vậy có bắt người ta đi khám sản phụ khoa gì không? Hả? Chắc không đâu anh. Bắt ta có con trước rồi mới yêu không? Có dạ, cưới không? Cái đó em đề cập tới. Có bác người ta không cho tiền gia đình không? Thì nói chung á, cái vấn đề mà tiền nong mà cho gia đình á thì không quản được, vì mình anh em trong gia đình nhiều lúc bố mẹ khó khăn hoặc anh chị em khó khăn nhiều lúc cũng phải cho chứ. Đúng rồi. Và trước khi cho thì mình cũng phải tham khảo ý của người ở cùng với mình nữa. Vậy được chưa? Dạ tốt quá. Người bên đây người ta thoải mái vậy đó. Tốt quá, tốt quá. Dạ tốt quá. Đó, thay mặt em đó tôi nói tốt quá. Rồi bây giờ sao? Em mong muốn cái người yêu của em phải như thế nào? Nói đi cho bên đàn trai người ta đánh giá coi bển được bao nhiêu phần trăm. Dạ em mong muốn người bạn nam thì vui vẻ một chút. Vui, anh này vui lắm á. Dạ. Cũng năng động lắm á. Dạ, thông minh và chủ động một chút, tại vì em hơi nhút nhát. Nãy em nghe là anh ấy có hút thuốc thì em không thích. Anh nói bỏ được mà. Dạ. Vì tình yêu là bỏ được. Có cái câu này anh này, là nghiền rượu nghiền thuốc thì có thể cai, nhưng mà đã yêu ai rồi là như dạ sự yêu bạn bên kia rồi thì không bao giờ bỏ được. Hay. Câu đó là được ghê á. Câu đó của Vinzy cũng ráp luôn đó. Ừ, đàn trai tôi được lắm mà. Có thể lào cai được đó. Ừ. Em không thể nào cai. Nay em trai đi với ai? Thành. Dạ em đi cùng đồng nghiệp của em và bạn học thời đại học với em luôn ạ. Rồi mời đại diện nhà trai nào. Em chào anh Quân Lính, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em là bạn của Thanh ạ. Bạn em là một người năng động, thật thà. Nó có bạn gái không? Nó chưa có. Từ khi quen nó giờ là 5 năm rồi, nhưng mà nó chưa có ai. Nó có quen bạn trai không? Bình trái thì chưa kiểm chứng, vì nó khi nào nó ở một mình ạ. Rồi em thấy bạn gái sao? Nhận xét về bạn gái bên này thì bạn gái bên này là một người hiền, xinh. Nhìn thấy cái đàn như thế này là có cảm tình, là chắc là hạ thấy. Đàn hay hạ thấy. Rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với em gái, em rể, một bạn thân với hai bé ở chung phòng nữa. Em gái đâu? Đó, nhìn mình biết em gái rồi. Ngồi kế anh rể hay gì? Nhìn là em rể. Em rể hả? Dạ. À là hai vợ chồng á hả? Dạ dạ. Trời ơi. Sao em lại đi trước chị thế nhỉ? Giỏi quá nhỉ. Dạ chào chú Quỳnh Linh, chào cô. Em ở đây thì chủ yếu em nhắn nhủ riêng về cho anh thôi. Thì chị Hiền á là một người sống rất là ngọt ngào, tình cảm. Mà em nói nhỏ nhỏ cho anh nghe, ở nhà ba mẹ đồng ý vậy đó. Cho mình cứ hỏi đi. Dạ. Trời, anh rể cũng dễ thương quá nhờ. Bạn bè có góp ý gì không? Đó, bạn bè nói đi cưng. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Em là bạn thân của Hiền từ thời đại học tới giờ. Về phía Hiền thì Hiền là thực chất Hiền thì hòa đồng lắm, vui vẻ. Và Hiền thì sống rất nội tâm. Bạn bè thì chơi với nhau nhiệt tình. Còn về phía bạn Nam thì công việc thì cũng khá hợp với sau này đó. Và bạn cũng học ngon. Hy vọng hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Dạ, dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ chưa, từ từ rồi. Sao? Dạ, em xin đờn trước để anh có thể hình dung em như thế nào. Chứ em sợ gặp ảnh rồi em quýnh em không có đờn được. Rồi cái tay cứng đờn không được, lên đây rồi em đờn đi. Đúng rồi. Được. Nhu cầu hợp lý.
là phải đờn trước khi rào mở, đảm bảo. Rào mà mở rồi là cái tay quý quá trơn hết rồi. Quý luôn á. Bây giờ là đã quý rồi đó. Ừ. Mình mở rào đi cưng ơi. Ừ. Mở rào. Đó, cười tỏa nắng đi xong nhìn nhau nè. Thành bước tới hát, tặng bài hát đầu tiên liền. Hoang hòa luôn. Nãy tao mới đàn rồi. Thôi chị ạ. Tao mới đàn xong rồi hát luôn. Thì còn chơi luôn đấy. Ừ. Thì ngày hôm nay đến chương trình thì cùng bạn nữ cũng đã đánh đàn rồi. Cho em nghe là tiếng đàn là rất tuyệt vời, du dương vào lòng người luôn. Thì em hát gửi tới bạn nữ cùng chị. Rồi, chủ yếu là bạn nữ kìa. Dạ. Đúng. Bài hát được mang tên là Chị Bằng Cái Gật Đầu của ca sĩ Giang Nguyễn hát ạ. Rồi, nhìn cô gái đó, Thành. Nhìn vô mắt luôn. Cứ về đêm bao nhiêu nghĩ suy không thể không buồn. Những chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mắt em, đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi em đã yêu anh nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mỗi giây nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh. Để chẳng may đường về chưa đông đã rét. Có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên anh. Để sẽ chia và dù cho ai có lỗi, sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Dạ em xin hết ạ. Hay quá. Nào. Rồi anh tặng quà đi. Mở coi ý nghĩa là cái gì nè. Cái tay Thành bị té hay sao vậy Thành? Dạ. Hả? Tay em bị té. À bị té. Dạ. Em tặng bạn nữ cái khăn thì kiểu giờ trời mùa đông á, đi ra đường sáng sớm thì cũng lạnh á. Thì đeo cái khăn này vào giữ ấm cơ thể cho nó khỏe khoắn đi. Thì đeo cái khăn này có gì cũng nhớ tới mình. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi mình tặng cái gì nè cưng? Dạ em tặng anh cái này là cái gối ôm cổ. Dạ cái này thì anh đeo thử nha. Dạ rồi. Yeah. Đeo gông vô cổ rồi đó nha. Cái này giống như kiểu là tôi lại vờ là vơ lại tồi đấy. Rồi vị trí đi các bạn. Được rồi đó. Bây giờ mình cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Gặp bạn ở đây thì Em gặp em. Gặp em ở đây thì anh thấy em là người rất tuyệt vời á, đa tài đa sắc. Dạ em cảm ơn anh. Dạ anh cũng rất là tuyệt vời mà. Rồi, từ trong ra ngoài quá vậy. Hai người mới gặp thả thính gì thính gì mà bay mà kêu bằng á. Anh có bị gia trưởng không anh? Nói chung á là anh là con trưởng nhưng mà không phải gia trưởng đâu. Dạ. Con không phải là con trưởng mà kiểu trưởng trong trưởng nam thôi, còn có chỉ đầu á, chỉ đầu đi lấy chồng rồi, còn mình là con trưởng nhưng mà cũng phải gia trưởng gì hết, thoải mái à. Dạ. Có nóng tính không anh? Nóng tính thì con người mình cũng có lúc là ai cũng nóng tính hết, nhưng mà mình làm sao mình kìm chạy được cái nóng tính của mình lại cơ. Yeah. Là bạn lĩnh được con nóng tính mà mình hành động ra luôn thì là không hay rồi. Nhưng mà em có kìm được không? Được chị. Được. Dạ. Được. Tin luôn. Dự định như thế nào? Chừng nào kết hôn bàn với nhau đi. Em thì bố mẹ cũng hỏi rồi mà được thì bố mẹ bảo là yêu ai rồi đầu năm sau á, đầu năm 2021 là cưới luôn ấy cho nhanh. Ông bà cũng mong có cháu lắm rồi. Hỏi đi coi chịu không? Thì em thấy sao? Em thấy sao? Cứ nói rõ với anh đi. Em thấy sao thì trả lời anh biết. Dạ với em thì ba mẹ em cũng mong em lắm rồi. Tại vì em gái em nó đi trước mặt bên chị mất rồi. Dạ. Thì nếu được thì trong vòng 6 tháng mình có thể tiến tới hôn nhân. Bạn trai, em hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút thôi. Dạ chưa thì... chưa. Em còn muốn hát dạ, tặng thì... anh một bài nữa. À hát đi. À đây ta đa tài mà ta đờn ta hát nữa. Rồi hát đi em. Rồi hát đi cưng nè. Ừ. Dạ bài đó là bài Giận Mà Thương. Ồ bài đó hay á. Quê nhà em luôn. Hay quê nhà em luôn. Đúng không? Quê nhà em luôn. Dạ dạ. Em bước tới luôn. Bước tới hai đứa đứng kế bên hát cho nhau nghe đi. Đứng kế bên nữ thành sát anh bên... cứ nhủ rằng em không thương,
Em đo lường thì rất cặn kẽ, bởi thương anh nên em bàn với mẹ. Phải ngăn anh không đi chuyến ngược lương. Giận thì giận, mà thương thì thương. Giận thì giận, mà thương thì thương. Anh sai đường thì em không chịu nổi. Anh yêu ơi xin đừng có giận vội. Vì trước tiên anh phải tự trách mình. Rồi em nói luôn đi Thành, muốn gì nói với cô ấy luôn đi. Anh với em lên đây thì là cũng là chắc là cũng kịp được, cũng có cái duyên cái nợ gì đến với nhau đây á. Thì có gì thì em cho anh một cơ hội để tìm hiểu với em, để mình tiến xa hơn á. Rồi về để ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Suy nghĩ thật kỹ, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Thậm chí không đếm bấm nút cũng được luôn. Đúng á. Rồi, thích đó. Thì cứ bấm. Thích là bấm bất liền lúc đó, nào. Thấy chưa, bấm liền luôn rồi xong. Không cần phải đếm nữa. Rồi, đó, Thành, bước tới đi. Bây giờ mình nắm tay được rồi đó, chính thức hẹn hò rồi đó. Tay em lạnh ngắt luôn này. Lạnh ngắt luôn. Thành chưa bao giờ yêu cô gái nào cả. Đây là mối tình đầu của cậu ấy. Nụ hôn đầu đời đó. Được không? Dạ. Bình tĩnh, để nguyên từ từ. Chưa? Rồi anh. Đầu tiên mà. Nó phải. Đúng rồi, anh Linh nói đúng có đó. Có chiều sâu chút xíu. Chuẩn bị 1, 2, 3 hôn. Hít sâu vào. Rồi hả, em cảm ơn anh. Nó đỏ mặt hết trơn rồi. Đây là những món quà dành cho các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màng lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Daikyosan sẽ tặng một máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Daikyosan phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Thành nó tự tin lắm á. Cố gắng lên nào, anh tin em làm được đấy. Cảm ơn tình cảm quý vị đã luôn luôn theo dõi Bạn Muốn Hẹn Hò, ủng hộ các cặp đôi chúng tôi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò xin chân thành cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
Thì thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong thì hai người đánh đối với nhau. Thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì không nói chuyện, nhưng mà lúc 11, 12 giờ, 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm á, mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm, sợ buồn ngủ. Đúng rồi, chính xác. Có nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện gì bạn đó sống giờ múi giờ bên kia. Dạ vâng, em cũng biết nói sao, nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tin nào bắt tay hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua 2 mối tình rồi ạ. Trời, nhát thì cũng 2 mối rồi.